kỳ là món bánh gạo Hàn Quốc. Ngoài ra còn làm món ăn nhanh bình dân thường bán ở các quầy hàng ven đường. Chúng dần trở nên nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Là đặc sản xứ kim chi, đặc sản giới trẻ rất yêu thích. Được làm từ gạo lếp và gạo tẻ của Hàn Quốc. Vị dẻo dẻo, dai dai, cay, nhẹ, ngọt của nước sốt. Thật tuyệt. Thank you.